Thưa quý vị, ở ấp Lộc An, xã Ngãi, huyện Long Điền có một người phụ nữ khuyết tật luôn nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để không trở thành gánh nặng cho gia đình hay mọi người xung quanh. Điều đáng khâm phục hơn, người phụ nữ này lại là chỗ dựa cho người thân, cưu mang người em bị thiểu năng trí tuệ. Trong cuộc sống, lá rách vẫn đùm bọc lá nát đã là điều vô cùng cao cả. Với tình cảnh hai chị em cùng mẹ khác cha bị khuyết tật, bệnh tật vẫn đùm bọc nhau, càng cao cả nhường nào, càng đáng trân trọng, khâm phục biết bao, thưa quý vị. Chị em họ là ai, đang sống như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện sau đây. Bà Trương Thị Mộng Thu, nay ở tuổi 62, và ông Phan Thanh Sang, ở tuổi 54, là hai chị em cùng mẹ khác cha ở xã An Ngãi, huyện Long Điền. Bà Thu lúc mới 4 tháng tuổi bị sốt bại liệt, hai chân co rút, không thể di chuyển. Cha mất lúc bà Thu hơn 10 tuổi, mẹ đi bước nữa và bà có thêm em trai. Nhưng người em chưa đầy 3 tuổi bị ngã từ trên cao xuống, chấn thương đầu rồi thành lơ ngơ. Người cha thứ hai cũng mất sớm, cuộc sống của ba mẹ con quá khó khăn. Bà Thu phải di chuyển trên xe lăn. Sau này có được chiếc xe điện, dần trở thành trụ cột nuôi mẹ và em bằng việc buôn bán lặt vặt. Khi mẹ mất, hai chị em nương tựa nhau trong căn nhà cũ kỹ. Mẹ mất cô cũng ráng, giờ nó thì khờ khạo, không có ai thì giờ phải ráng nương tựa nhau, chứ giờ phải động lực để lo cho nó. Chừng nào cô nhắn số hết thời, hết số cô thì thôi, chứ giờ bỏ em vậy cũng đâu có đành. Thấy cô là một người tàn tật nhưng mà có nghị lực rất cao, có thể nuôi sống mình rồi nuôi sống cả em mình. Cái hoàn cảnh đáng để mình giúp. Nghịch cảnh thêm lần nữa dồn đuổi, bà Thu trong một lần đi bán bị tai nạn giao thông. Chẳng thể di chuyển xa, bà chỉ còn cách quanh quẩn trong nhà bán tạp hóa, nhận thêm hạt điều về bóc vỏ. Cuộc sống thiếu trước hụt sau, nhưng bà Thu luôn cố gắng gói ghém để không phải vay mượn ai, để mắc nợ mà không thể trả nợ. Bây giờ cô bị cô yếu, cô sợ làm không có đạt tiêu chuẩn, mà lỡ mình mắc nợ mắc nặng ta mắc công rồi có gì mang nợ, cô sợ. Thương chị gái tật nguyền vẫn không ngừng nỗ lực, ông Sang cũng nỗ lực theo chị bằng cách tự đi chợ mua thức ăn, lúc khỏe thì đi cắt cỏ chăn bò thuê cho người quen trong xóm. Nhà nó phụ cô như là đi giữ bò cho người ta thì chỉ cắt cỏ rồi về đó, rồi cô mắc cạo điều thì bắt cơm giùm thôi, chứ ngoài không làm gì được nữa. Tắm rửa thì được, là được hết, thì tự nhiên được hết, làm một mình được, cũng phụ vợ việc nhà cũng được, cũng chẳng ai quét nhà rồi làm chuyện trong việc nhà thì lặt vặt được. Biết rõ thân phận mình và em trai chỉ có thể dựa vào mình, chưa bao giờ bà Thu dám nghĩ đến việc tìm người nương tựa. Bởi như thế cũng bằng thêm gánh nặng cho người, cho đời. Tuổi chiều xế bóng, nỗi lo ngày càng lớn trong bà là một ngày không còn sức hoặc phải về nơi chín suối với cha mẹ. Người em trai khờ khạo, tóc cũng đã điểm sương, sẽ ra sao? Cô không có sợ gì, chỉ lo cho nó. Nếu mà nó đi trước cô thì cô một mình cô thì sao được, mà cô sợ gì khi cô nằm xuống này một mình nó là tội nghiệp nó thôi. Đi cô hai cái chân yếu nhưng mà cái đầu óc cô mình mẫn, cô thể tính toán được, còn nó không có tính toán, cái gì cũng là sắp xếp hết, cũng như mà sắp xếp sai làm. Còn cái thì ăn uống cũng vậy, nó cũng có biết cái gì cho gì ăn đó, kêu lâu làm đó, chứ nó không có biết tự mà nó làm gì.